Người trong ngành hé lộ lý do thực sự khiến Angela Baby bị cấm sóng. Xem sâu của Lisa hóa ra không phải là sai lầm lớn nhất. Một tháng sau ồn ào biểu diễn thiếu thuần phong mỹ tục của Lisa, cả showbiz lại sục sôi khi nữ idol đã chính thức bị cấm cửa khỏi thị trường Hoa ngữ. Không chỉ cô thôi đâu mà hai người đẹp Angela Baby cùng Trương Gia Nghê cũng bị cấm sóng nữa đó trong đó Angela Baby là cái tên được thảo luận nhất. Và bạn biết không, người trong ngành còn hé lộ sự thật gây choáng về lý do bị phong sắc của bà xã cũ của Huỳnh Hiểu Minh đó. Hóa ra, việc cô đi sâu của Lisa chưa phải là nguyên nhân chính đâu, mà có đến tận 3 lý do dẫn cô đến cảnh thê thảm như bây giờ đó. Chúng ta hãy xem đó là gì nhé. 1. Xử lý truyền thông kém Thật ra, ban đầu vụ lùng xùm đi xem sâu Lisa của Angela Baby vẫn chưa đến tình trạng không thể quay đầu như bây giờ đâu. Bởi thời điểm đó, công chúng vẫn chỉ dừng ở mức độ thảo luận cô có hay không mà thôi trong tình huống đó phía angela baby đã có cách xử lý rất thường gặp đó là giả câm giả điếc với hy vọng mọi thứ sẽ tự chìm xuống không chỉ thế suốt quãng thời gian nhạy cảm đó phía angela baby còn cố tình chuyển sự chú ý của mọi người sang những chuyện khác ví dụ như để những tài khoản có liên quan đơn vị tổ chức sâu cho lisa tự phủ nhận việc cô lộ diện hành động ăn có nói không của angela baby đã chọc giận cư dân mạng họ tung hẳn clip làm bằng chứng cô cùng trợ lý đến ủng hộ sâu của lisa từ vài lời đồn đoán trên mạng xã hội, sự kiện đã vững chắc như đinh đóng cột, đó cũng là lý do mà sự việc cũng bị thăng hạng từ vấn đề cá nhân bị đưa lên thành câu chuyện xã hội, đạo đức nghệ sĩ, lúc này cục quản lý mà không vào cuộc thì khó mà có thể làm vừa lòng công chúng được. Hai, thái độ thách thức. Thông thường, khi một nghệ sĩ gặp phiền toái, ngoài việc giữ im lặng để xử lý lạnh, họ sẽ tạm vắng mặt một thời gian như một cách tỏ ý hối lỗi, thậm chí nhiều người còn lên hẳn bài xin lỗi nữa cơ. Được tha thứ hay không thì chưa chắc, nhưng ít ra cũng tỏ được thái độ cầu thị. Thế nhưng, ngày bay từ Paris về giữa làn sóng chỉ trích của công chúng, Angela Baby vẫn nói cười với fan rất thoải mái, thậm chí còn tự tin mà khuyên fan nên an tâm nữa cơ. Chính cách hành xử không biết điều đó đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung quyết làm cho ra ngô ra khoai với cô. Đâu chỉ thế, cách đây không lâu, Angela Baby còn công khai đăng clip mới của mình, thái độ rất tự tin và vui vẻ như đã sắp vượt ải vậy. Hành động của cô chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến cư dân mạng sục sôi đòi phải cấm cửa cô cho bằng được. Cái này thì đến Huỳnh Hiểu Minh dù có địa vị khủng trong CPIT cũng chẳng độ được vợ cũ. 3. Không quản được fan Hoa ngữ vẫn lưu truyền một câu nói thế này, fan làm, thần tượng chịu. Và câu nói này rất đúng với Angela Baby trong hoàn cảnh hiện tại. Vì quá tin tưởng Angela Baby, hội fan đông đảo toàn thanh thiếu niên của Angela Baby đã liên tục đi bài binh vực thần tượng, còn làm ra những hành vi quá khích, kêu gọi nhau ủng hộ những hành vi thiếu thuần phong mỹ tục để chứng minh hành động của Angela Baby không sai. Còn phía nữ diễn viên thì để mặc fan hành xử mất lý trí, đụng chạm nhiều người. Vì vậy, cấm cửa Angela Baby là biện pháp tốt nhất để giải tán hội fan mất kiểm soát của cô nàng vì loạt hành xử sai lầm đó mà việc cấm sóng Angela Baby đã được tiến hành rốt rẻ chỉ trong một đêm. Lý do bị cấm cửa của cô còn bị xếp vào hàng xúc phạm đến luật pháp chứ không phải là sai phạm đạo đức, nghĩa là lỗi này rất nặng, không bao giờ sửa được và cũng chẳng còn bất cứ cơ hội nào để kiếm tiền, kể cả livestream. Không biết khi đi đến tình cảnh bi đát như bây giờ, Angela Baby đã chịu hối hận chưa nhỉ?